Em kính chào nhà mình tiếp tục quay trở lại cho đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ và một clip mới nhất vào buổi trưa. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 thì đến với clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Để mai mốt còn động lực làm thêm những video tiếp theo để gửi đến nhà mình ha. Cả nhà mình có vài giây nha. Để đăng ký kênh giùm em ha. Rồi và bên cạnh đó là cho em xin một like nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình rất nhiều ha. Thì sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong buổi trưa ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình nha. Rồi mã số 1 trong ngày hôm nay thì bên em còn được một con gà ngũ sắc nha cả nhà nha. Hôm nay là cuối ngày, hôm nay là có được còn được một con gà ngũ sắc, tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg và chiều cao của con gà ngũ sắc này rơi vào khoảng là 22 cm và bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 16 cm cả nhà ha. Đây là một tác phẩm gà ngũ sắc rất là đẹp nha, mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay ha. Và con gà này rất là đẹp đó, cả nhà mình xem đây. Đây là mã số 1 có trong video hôm nay. Và mã số 1 con gà ngũ sắc như thế này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,3 triệu nha, 1,3 triệu cho một con gà ngũ sắc mã số 1 nha, mã số 1 ha. Rồi tiếp theo mã số 2 là có tổng trọng lượng là 3,4 kg và giới thiệu cả nhà mình một tác phẩm bên đạo Công giáo nha, tổng trọng lượng là 3,4 kg ha. Và mẹ tượng này là mẹ sầu bi, chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 22 cm, bề ngang của tác phẩm mẹ sầu bi là rơi vào khoảng là 18 cm, chất liệu bằng đồng. Và tượng mẹ sầu bi của ngày hôm nay thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,700 triệu ha, 1,700 triệu cho tác phẩm tượng mẹ sầu bi. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 3 cũng là một tượng bên đạo Công giáo luôn, tổng trọng lượng khoảng 2,5 kg, đó là tác phẩm Chúa Cầu Nguyện. Đây cả nhà xem ha, một tác phẩm rất là hay nha, Chúa Cầu Nguyện. Trên đây chữ là có bằng đồng khắc ăn mòn trên đây nè. Đây là mã số 3 và chiều cao tổng thể tầm khoảng là 20 cm, bề ngang tổng thể là khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm Chúa Kể Chuyện của ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm Chúa Kể Chuyện như thế này, 1,700 triệu luôn nha, 1,700 triệu ha. Đây là mã số 3 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha, Chúa Cầu Nguyện. Rồi tác phẩm mã số 4 là cũng một tác phẩm bên đạo Công giáo nữa, có tổng trọng lượng là 2 kg. Đây là một tác phẩm Chúa Kể Chuyện. Đây cả nhà mình xem ha, một tác phẩm hình ảnh là Chúa Kể Chuyện nha, một trong những tác phẩm bên Công giáo ha. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 18 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 15, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,700 triệu luôn nha, 1,700 triệu. Đây là mã số 4 có trong video hôm nay, một bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Tiếp theo mã số 5 có tổng trọng lượng là 3,2 kg. Đây là một tác phẩm là con rồng. Đây một con rồng rất là đẹp, đây cả nhà xem ha, một con rồng đây có chữ vạn sự như ý ha. Đây mặt bên đây, đây cả nhà xem ha, một chuyện đầy đủ nha. Và tác phẩm con rồng vạn sự như ý như thế này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình 1,900 triệu. Con này rất là hay nha, chiều cao tổng thể nó tới khoảng là 22 cm, đường kính đế là tầm khoảng 20 nha, một con rồng chất liệu bằng đồng. Thì cả nhà mình nhớ xem được thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh nha, để mình còn có cơ hội gặp lại nhau những video tiếp theo nữa ha. Đó đây là mã số 5 có trong video hôm nay, con rồng ha. Rồi tiếp theo mã số 6 thì hôm nay là có một con khỉ tài lộc nha, tổng trọng lượng nó tới 4,5 kg nè. Đây cả nhà xem nha, tác phẩm khỉ tài lộc nha ha, một con khỉ chất liệu bằng đồng đây. Đó, rất là đẹp nha cả nhà mình nha. Và một những tác phẩm cũng rất là hay ha, khỉ tài lộc con này đây, một chuyện ha. Và chiều cao tổng thể tầm khoảng là 23 cm, bề ngang đế ha khoảng 20, chất liệu bằng đồng. Và một con khỉ như thế này hôm nay là bên em có giá giao luôn cả nhà mình 1,900 triệu nha, 1,900 triệu cho mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 là một con trâu vạn sự như ý, có tổng trọng lượng là 3,3 kg. Đây con trâu này 3,3 kg nha cả nhà mình nha, một con trâu ha, 3,3 kg. Con trâu này hai bên có hai sâu tiền nè, có chữ vạn sự như ý luôn ha, một chuyện đầy đủ nha. Đây là mặt bên nè, con này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Con này là chiều cao tổng thể ha, tầm khoảng là 22 cm, rồi bề ngang là 20. Rồi con trâu này có giá giao lưu với mình là con trâu tài lộc như thế này, mã số 7 là có giá giao lưu với mình là cũng 1,900 triệu cho mã số 7 ha. Rồi tiếp theo mã số 8 của ngày hôm nay thì bên em còn được một con chim công có tổng trọng lượng là 4,8 kg, một con chim công khổng tước chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà em xem ha, chim công chất liệu bằng đồng nha, mã số 8 đây cả nhà em xem ha, rất là đẹp nha. Và chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 25, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 24. Và con này có giá giao lưu với cả nhà mình một con chim công như thế này là 2,200 triệu cho mã số 8 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ của em giới thiệu cùng cả nhà mình ha.
đây là mã số 8 có trong video ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9 ngày hôm nay còn được một bộ binh khí bát bủ. Đây cái này em xem nha, một bộ binh khí bát bủ ha. Bộ này thì về trọng lượng của một bộ như thế này nó khoảng là 1,2 kg. 1,2 kg, đây em quay gần cho mình xem ha. 1,2 kg cho bộ binh khí bát bủ như thế này. Chiều cao tổng thể cho mã số 9 tầm khoảng là 33 cm. Bề ngang tổng thể là khoảng là 25. Và bộ binh khí bát bủ như thế này, hôm nay bên em có giá Zalo cả nhà mình là 800.000 nha. 800.000 cho một bộ binh khí bát bủ ha. Đây là mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là còn được một tượng Trần Quốc Tuấn ha, Hưng Đạo Đại Dương. Đây là một tượng Trần Quốc Tuấn nha, Hưng Đạo Đại Dương. Chất liệu bằng đồng. Em quay gần cho mình xem ha. Ông chỉ tay trong trận chiến thắng sông Bạch Đằng ha. Tượng này thì chiều cao tổng thể cho mã số 10 là 30 cm, bề ngang là 11 cm, chất liệu bằng đồng. Và tượng này hôm nay là bên em có giá giao lưu với cả nhà mình, tượng Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Đại Dương ha. Tượng này thì hôm nay có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000, 2.200.000 cho mã số 10. Và bên Đồ Cổ Cần Thơ giới thiệu của mình nha, mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 là một chiếc thuyền bơm thuận bơm xuôi gió ha. Một chiếc thuyền bơm thuận bơm xuôi gió. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 24 cm, bề ngang là khoảng 27, chất liệu bằng đồng. Và tượng chiếc thuyền bơm như thế này, bên em có giá giao lưu với cả nhà mình chiếc thuyền bơm ha. Chiếc thuyền này là có giá giao lưu với chúng mình là 1.700.000, 1.700.000 cho mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 của ngày hôm nay bên em còn được một cụ cốc. Đây cả nhà xem ha, một cụ cốc. Cụ cốc rất là đẹp nha, trên lưng là cổng ba thỏi vàng nè, rất là to. Đây rất là đẹp ha. Mộc chuyện ha, cụ này rất là hay nha. Rồi cụ này về trọng lượng là tầm khoảng là 2 kg 2 kg 3, chiều cao là khoảng là 14 cm ha, bề ngang tổng thể là khoảng là 10-15, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình cụ như thế này là 1.300.000 ha. 1.000.000 đây một cụ cốc này ha, xin lỗi cả nhà mình nha. Cụ cốc này là có giá giao lưu với mình 1.500.000 nha. 1.500.000 cho cụ cốc này ha, cụ cốc tài lộc đó, cụ này rất là hay nha. Đây là mã số 12 12 mà bên em giới thiệu với nhà mình ha, 1.500.000 nha cụ cốc. Rồi mã số 13 là một tỳ hưu, tổng trọng lượng là khoảng là 2,2 kg, chiều cao là khoảng là 27 cm. Và mình đế này, đế là tầm khoảng là 15 ha. Cụ này tỳ hưu nha, cũng có giá giao lưu với cả nhà mình 1.500.000 cho con tỳ hưu này. Ở đây là mã số 13. 13 có trong video hôm nay ha, mã số 13. Một chuyện đầy đủ nha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Một cụ tỳ hưu này, con tỳ hưu rất là to. Đó, một chuyện đầy đủ ha. Rồi tiếp theo là mã số 14. 14 là một chiếc mã số 14 trong ngày hôm nay là một tác phẩm bát mã. Đây cả nhà mình xem nha, 8 con ngựa. Đây tác phẩm bát mã ha, 8 con ngựa. Và bề ngang của bát mã rơi vào khoảng là 32 cm. Rồi chiều cao tổng thể là khoảng là 10-17. Tổng trọng lượng là 3,7 kg. Và tác phẩm này hôm nay bên em có giá giao được cả nhà mình là 2.400.000 nha. 2.400.000 cho tác phẩm bát mã của ngày hôm nay. Ở đây là mã số 14. Và bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Và mã số 15. 15 một con gà. Đó, một con gà. Một con gà rất là đẹp, một con gà trống. Rất là nét nha. Con này thì hôm nay là một con gà trống ha. Nhà mình chiều cao tổng thể của con gà này rơi vào khoảng là 41 cm. Và bề ngang tổng thể là 28, chất liệu bằng đồng ha. Và con gà này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4.200.000. 4.200.000 cho con gà trống này nha. Một con gà rất là to ha, to và đẹp. Đó, đây là mã số 16 có trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 17 là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một bộ lư đào. Lư đào Nam Bộ nha. Lư đào miền Nam. Bộ lư này về trọng lượng á, đây là bộ lư đào xưa nha cả nhà ha. Về trọng lượng là 20 kg. Và chiều cao nó là gần 69 gần 70 cm nha. Lư đào Nam Bộ xưa ha. Bộ này rất là hay, rất là đẹp nha. Và bộ này á chuẩn xưa luôn nha cả nhà ha. Bộ này hôm nay bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 12.000.000 cho một bộ lư đào xưa nha, nặng tới 20 kg lư nhất ha. Đó, và cao là khoảng 70 cm. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo nha, với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa ha.
Xin chào và hẹn gặp lại.